Con đắm đuối à? Đắm đuối lắm. Lát kiểm với anh nha. Này, đang đi làm đệ tử. Hello nha. Em đang làm đệ tử cho anh ấy. Anh em vui quá mọi người. Đấy. Ừ. 8 tầng hay nhỉ. 3 tầng. Hơi cớm nhỉ. Về sân nhà mình thì kìa. Rồi. Sân nhà mình thì kìa. Vì là cái con này có không gian thì phải là nhất. Đúng rồi. Đúng như một cái ô thủng rồi. Ôi. Rồi. Chân. Đây xem. Đây nè, một cái chậu này. Đây các bạn. Đấy, cây rất dài. Mà. Chờ mình tí để mình đi ra kia mình rửa chân tay. Thì vào chẳng rửa được tay mọi người. Nhiều mẫu đơn. Giờ rửa cái tay. Nước này.
con bến này nữa các bạn. Đấy, bên đối diện. Đấy, đối diện này. Cái gì này có cái hoa đẹp đấy. Anh ấy gắn hoa lan lên ngoài tường cái cây này. Một trắng này. Vào đây sẽ ngắm đồ cổ thêm nhé. Vâng ạ. Quay cả đồ cổ nữa. Món gì đấy? Ly à? Sư phụ tặng. Sư phụ tặng quà đấy. Tặng quà. Quà. Phải biết là quà hay là hối lộ đây mà. Ai giờ đẹp quá. Vâng. Từ bên tiệp ạ. Rồi thế. Quý quá. Đây là bác Hải chủ nhà. Chú Hải chủ nhà đây. Mình đi vào nhé. Cổng nhà tao còn 5-6 người bên. Biệt thự bên này, nhà bên này. Được cô. Cháu, em, chị. Ôi, chú có sưu tầm những cái này à? Cái đồ là mình mang bên nước ngoài là cổ. Ừ, cái là cổ, còn những cái đồ trong tủ cổ. Trong này. Cái lưỡi cải cổ cũng được như thế nhỉ, đúng không? Mình xem cháu về xem ở nhà còn cái lưỡi nào của các ông để lại được. Cái cổ này của chú phải tưởng mày chơi nhiều mày, lắm phải chơi cơ chứ còn mày có đam mê mày chơi vài thứ núi tủ thì nó đẹp nếu chưa cổ ấy. Nó chân tình chú thế này có nhá gì nhanh này có cái tủ như thế này lại nhiều lại đẹp hơn đẹp hơn thật sự kiểu như này nhưng mà tủ đẹp đẹp hơn đẹp ba mái thì ba mái đồ cổ thì không biết nhưng mà chúng biết là nhìn ba mái như thế này có nhà đi mua không này không nhớ không bán không bán đã đi mua thêm không chưa lên kiện mua thêm nhưng mà không bán cháu có bộ ghế đá như này ghế cái đó rồi chung đá như thế này rồi ở nhà chim hót tìm động được cái chủ đi chúng là số vài lần bộ quạt đấy nó gọi bộ quạt tàn giòn đúng không tàn giòn mặt đá này bàn bàn nó cũng gỗ như này rồi đá mặt đá như này và trong ghế cũng bung như này tủ cũng có một cái tủ chùa của bố cháu mua cháu chung luôn cái cả chỉ cần một cái bàn tre thôi để độ ấm chén cổ lên nó vẫn ở cái gì đấy khác. Đây là khu nó tao bảo nó đây nó làm được rồi nó đặt biết trên nó cũng được đấy. Chắc là thằng tìm trong trọng. Nó thì đời kia là thằng này, nó là một thằng nó được kia là không biết cây đâu. Nó mới dẫn vào cái đây người ta hướng dẫn hết các bôi nó cái nào cái này nhưng mà nó không biết cây thì mình... Cảnh này mình đã có số khác mày nói là nó vừa tận
tán tiếp ra. Vâng. Người xem vừa là một quân lý toàn xếp vào cổ. Vâng. Ở nặng à? Nặng. Ờ. Mình là cái gì mình chỉ là đấy, cái tích này. Đấy. Lâu lắm lắm. Cái này là cái dư hương kìa chú. Dư đá cổ. Dư đá. Nó bằng đá nhưng dư đá cổ. Dư hương. Nặng lắm. Ừ. Đặc đặc nhá. Cái này là chủ yếu là chỉ đứng đỡ đựng chìa khóa thôi. Đấy. Đựng chìa khóa. Hòa bạn là hết. Chứ phụ bảo là có chơi đồ cổ không, chứ phụ tặng cái món đồ cổ. Mày là chơi thì nó tặng cái thiếu mà chơi nhờ đấy. Bây giờ về thì thuốc không hút mà thì nó tặng thế thì nó mới hít. Nó phải có tủ, nó tặng một cái nó xấu. Ví dụ mày có cái tủ biết mày nói ngăn đấy. Cái tủ ly này là cái giá mới để lên thì nó đẹp. Một cái thì nó vứt một chỗ thì nó lại cũng không đẹp. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.